Xin chào các bạn, lầu xanh là gì? Lầu xanh là nơi như thế nào? Đi chơi lầu xanh tốn bao nhiêu tiền? Lầu xanh trong lịch sử phát triển ra làm sao? Đây là một chủ đề khá nhạy cảm, nhưng càng nhạy cảm thì nó càng nhận được nhiều sự quan tâm. Hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ. Ngày nay, mà tìm kiếm từ lầu xanh thì cũng ra nhiều kết quả mà có lẽ chỉ nên xuất hiện ở những lúc bạn ở một mình. Thế thì lầu xanh là gì? Thực ra ban đầu, lầu xanh hoàn toàn không mang ý nghĩa đen tối như bạn nghĩ trong đầu. Lầu xanh hay còn gọi là thanh lâu trong tiếng Hán Việt. Bản chất của nó đúng như mô tả, đó là lầu màu xanh. Lầu xanh được cho là khái niệm có từ thời nhà Tề, nghĩa là trước nhà Tần, tương ứng với giai đoạn trước Công Nguyên. Khi đó thì vua Tề đã cho xây dựng những dinh phủ cao to lộng lẫy, lại sơn cho cửa sổ màu xanh, để phân biệt với nhà của quan lại hoặc là dân thường. Nhà vua thường tới đây cùng các cung tần mỹ nữ của mình. Chạy theo trend này, các nhà quan lại vương công quý tộc cũng cho sơn lầu màu xanh cho nó khác biệt. Đặc biệt, nhà nào có vương công quý tử, tiểu thư đài cát thì đều sơn màu xanh cả. Mấy nhà có con gái đang tuổi cập kê mà cho sơn màu xanh thì mong con mình được gả vào chốn quý cung làm quý phi hoàng hậu như các mỹ nhân của vua Tề. Rồi thì không chỉ có tầng lớp quý tộc mà ngay cả nhà dân thường. Cứ có con gái là sơn lầu màu xanh để ngầm truyền thông điệp. Con gái đã tới tuổi lấy chồng, cần tìm bậc cao nhân xứng đôi vừa lứa. Thế rồi cái trend này không chỉ dừng lại ở đó. Các phường buôn phấn bán hương, buôn nhan bán sắc cũng cho sơn lầu màu xanh để mà thu hút chiêu dụ khách hàng. À, rằng ở đây có mỹ nhân, hãy cứ đến và thưởng lãm. Thế rồi kể từ đó, lầu xanh là từ dùng địa chỉ cái nơi mà ai cũng biết đấy là đâu. Vậy, lầu xanh ra đời như thế nào? Lầu xanh đầu tiên được thành lập bởi Quản Trọng. Đó là một nhà chính trị nổi tiếng, là tể tướng của nước Tề vào thời Xuân Thu, với mục đích là phục vụ các chư hầu từ nhiều quốc gia khác nhau, kiếm tiền chênh lệch, từ đó nhằm gia tăng tiềm lực tài chính của nước Tề. Vào thời Xuân Thu chiến quốc, chư hầu các nước có giam thê bảy thiếp vốn là chuyện bình thường. Tuy nhiên, họ đi sang nước khác thì vẫn thấy nhàm chán và thiếu thốn tình cảm. Quản Trọng đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ đó và thành lập lầu xanh ở nước Tề, cũng được cho là lầu xanh đầu tiên ở Trung Quốc để mà phục vụ các chư hầu. Điều này không chỉ thu hút được nguồn tiền mà còn mang lại nhiều cơ hội buôn bán lớn và nhiều nguồn thông tin hữu ích. Nhờ đó, triều đình thu về lợi nhuận khổng lồ từ kỹ nữ và vốn đầu tư của chư hầu. Sự thành công của mô hình lầu xanh đầu tiên của nước Tề đã nhanh chóng được các nước khác học tập, biến nghề kỹ nữ trở thành một nghề công khai và hợp pháp trên hầu khắp lãnh thổ Trung Hoa cổ đại. Thắc mắc tiếp theo, những cô gái lầu xanh là ai? Những ghi chép khi xưa nói rằng những kỹ nữ lầu xanh thường truyền tay nhau về 9 chiêu để lôi kéo khách hàng được gọi là cửu tuyệt, bao gồm có bấm, đánh, véo, đấm, cắn, khóc, chết, hoàn lương và cuối cùng là chạy trốn. Đa số các cô gái lưu lạc vào nơi kỹ viện nơi thanh lâu đều bắt nguồn từ gia cảnh bần hàn. Thậm chí có người từ nhỏ đã bị người bán cho tú bà để đổi lấy tiền. Mặc dù trong mắt người đời, nơi đây chỉ là chốn mua vui cho quan khác, nhưng trên thực tế, công cuộc cạnh tranh của những danh kỹ thanh lâu lại rất khốc liệt, chẳng thua kém gì những màn cung đấu ở chốn thâm cung. Bởi danh tiếng càng cao, càng tiếp nhiều khách, tiền bạc sẽ về túi càng nhiều. Hay là nói cách khác, ngoài nhan sắc và tài năng, những chiêu trò cạnh tranh sẽ quyết định tới miếng cơm manh áo của những cô gái này. Và để có thể lấy lòng quan khách, mỹ nữ nơi đây phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Trong xã hội Trung Hoa cổ đại, kim nữ thanh lâu được chia làm thành nhiều tầng lớp. Giữa những tầng lớp này cũng có tồn tại những mối quan hệ trên dưới rõ ràng. Những cô gái thanh lâu khi xưa được xếp vào 4 cấp bậc, chủ yếu bao gồm có thư ngụ, trường tam, yêu nhị và dã khê. Trong đó thư ngụ là cấp bậc cao nhất, nhưng cô gái này chỉ bán nghệ, không bán thân. Danh kỹ được xếp vào hàng thư ngụ không chỉ trẻ đẹp mà còn phải sở hữu những khí chất tào nhã, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, thế thì mới bán nghệ được chứ và không bán thân. Xếp dưới thư ngụ là trường tam, đây là những kỹ nữ thuộc hàng cấp bậc vừa bán nghệ và cũng vừa bán thân. Nhưng quan khách của họ tiếp không phải là những người thông thường mà đều là khách quý. Cấp bậc thứ ba là yêu nhị, những cô gái nhóm này thì thuộc hạng bình dân và xếp cuối cùng là bậc dã khê, chỉ những cô gái phụ trách đứng ở cửa kỹ viện và mời chào quan khách. Cũng chính vì sự phân chia cấp bậc rõ ràng ấy mà các cô gái này buộc phải lấy tuổi thanh xuân làm vốn kiếm cơm, cả đời mưu tính trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn nào để leo lên đầu bạc, trở thành một thư ngụ. Người xưa có câu là bước vào cửa cung tựa ra biển lớn, bước vào thanh lâu tựa như rơi xuống vực sâu. Một khi sa chân vào kỹ viện thì những cô gái trong chốn này dù có leo lên ngôi đầu bảng thì cả đời cũng khó có thể xóa đi cái danh kỹ nữ. Tại Trung Quốc thời xưa, tên tuổi của những kỹ nữ giang nam là nổi tiếng hơn cả. Đó cũng là lý do mà những hoàng đế nổi tiếng phong lưu từng dành nhiều thời gian để trăng hoa ở đất Dương Châu, không chỉ để ăn cơm rang mà còn để làm gì đó không tiện nói ra. Thắc mắc tiếp theo, bên cạnh việc tiếp khách thì những cô gái thanh lâu còn làm việc gì khác? Việc tiếp khách chỉ có đơn thuần là ngồi một chỗ và tiếp khách hay không? Tới đây thì chúng ta sẽ có một vài thuật ngữ như thế này.
Xuất ngoại điều tử là chỉ việc các kỹ nữ của kỹ viện đi riêng ra ngoài để đàn ca hát, hầu rượu, phục vụ khách. Ở đây thì lại có hai dạng nữa. Dạng thứ nhất là hầu quan, chỉ ra ngoài để phục vụ quan lại, những người có quyền cao thế. Dạng này hầu hết đi theo kiểu ngoại giao, tiền bạc không phải là vấn đề trên hết. Dạng thứ hai là hầu khách ở những kỹ nữ sẽ được khách hàng làng chơi cho tiền, đưa đi đây đó hoặc dẫn về nhà sống một thời gian theo một kiểu giao kèo đã thỏa thuận với kỹ viện. Thông thường, với thời gian suất tương đối dài, sẽ có một người khác của kỹ viện đi cùng bên ngoài là để tiện đường chăm sóc kỹ nữ, nhưng mà thực chất là để mục đích giám sát. Một cái hoạt động nữa của họ đó là lưu đoan, có nghĩa là dạo phố. Trong các mùa xuân hạ thu đông, và nhất là vào mùa hạ, cứ vào tầm 5 giờ chiều thì các kỹ viện sẽ cử người đi ra đứng đường. Một người có quyền cao trong kỹ viện sẽ dẫn đầu một nhóm kỹ nữ khoảng 8 đến 9 người, ăn vận đẹp đẽ, đầu tóc gọn gàng. Tuy nhiên, không xếp hàng ngay ngắn mà sẽ đứng loạn cả lên, chẳng theo một thứ tự nào cả. Đi dạo trên phố một lượt, cốt để người mua bán trên đường nhìn thấy, với mục đích là quảng cáo. Sau đó thì họ sẽ quay trở lại kỹ viện để chuẩn bị đến giờ đón khách. Và không chỉ dừng lại ở đó, còn có một dạng gọi là quá ban, tức là khách làng chơi mang bạn gái đến thăm thú kỹ viện. Đại đa số khách nữ cũng là những cô gái có tiền, nổi hứng muốn quan sát xem kỹ viện là như thế nào. Xưa kia thì việc này vốn được các kỹ viện xem là cấm kỵ, nhưng về sau, để làm hài lòng các khách hứa làm ăn hiệu quả. Điều này dần được các kỹ viện thích ứng và cho phép. Tuy vậy, khi quá ban, số tiền khách sẽ phải trả gấp đôi bình thường. Bên cạnh đó, có những trường hợp nữ khách đến kỹ viện muốn được hát, kỹ viện cũng cho người hòa tấu giúp, nhưng chỉ được hát một số đoạn nhất định mà thôi. Thắc mắc tiếp theo, đó là đi chơi lầu xanh thì có tốn kém hay không? Ví dụ như là thời nhà Thanh chẳng hạn, thì vào Thanh Lâu có mức giá khởi điểm. Không phải cứ đến Thanh Lâu thì không làm gì, không gọi cô gái hát, không gọi rượu, không gọi thức ăn, chỉ đứng ngắm là không tốn tiền, mà đơn giản chỉ cần bước qua cửa là đã phải trả tiền. Thường giá khởi điểm là một vài lạng bạc, và thời nhà Thanh đây được gọi là phí vào cửa, không có yêu cầu gì nhưng vẫn phải tốn tiền, không phải là một số tiền nhỏ vào thời điểm đó. Thanh Lâu thì còn tính phí khi mà dùng trà, mỗi lần lại phải thêm tiền nữa, và muốn lên lầu ngồi, dùng thêm một bình rượu, dùng hết gọi thêm, uống bao nhiêu thì cũng phải trả bấy nhiêu. Vì vậy, người đến xem hoa khôi đến bóng dáng hoa khôi có khi chẳng thấy đâu nhưng đã tiêu phí rất là nhiều tiền rồi. Sau còn phí biểu diễn, xem ca kỹ, phí thưởng các loại khác. Về căn bản thì không có nhiều tiền, không vào được lầu xanh. Bởi vậy nên những người vào lầu xanh vào thời điểm đó chủ yếu là quan lại quý tộc hoặc là thương nhân. Vì những người dân bình thường thì lấy đâu ra tiền mà chi trả những cái khoản phí đắt đỏ như vậy. Số tiền chi trả một lần ở Thanh Lâu có thể đủ dùng cho một người nông dân sống trong cả một năm. Nhưng đừng nghĩ là có tiền và có quyền là có tất cả. Đôi khi có những người phải dùng cả giang sơn để đổi lại mỹ nhân mà còn chẳng được. Đó là câu chuyện về Tống Huy Tông, hoàng đế thứ 8 nhà Bắc Tống, một vị vua phóng đãng nổi tiếng. Ông phó mặc triều chính cho các quan để mà ngày đêm đắm chìm vào thơ ca nhạc họa. Nhân vật đứng đầu Bắc Tống này rất hay mặc thường phục đi ra ngoài để mà đổi gió. Ngay khi ra ngoài thì Tống Huy Tông đã nghe dân chúng nói đến Lý Sư Sư mỹ nhân. Không thể chờ thêm được nữa, hoàng đế đến ngay kỹ viện để tìm người đẹp, ra một cái giá khiến cho tất cả phải choáng váng. Tống Huy Tông được chính tay tú bà đưa đến phòng chờ Lý Sư Sư. Ấy vậy nhưng gặp người đẹp đâu có dễ. Đến nơi, ông được mời ăn hoa quả. Ăn uống xong xuôi, vẫn chưa thấy Lý Sư Sư ra. Tú bà xuất hiện mời ông dùng cơm, ăn uống no say vẫn chẳng thấy ai cả. Tú bà lại xuất hiện yêu cầu ông đi tắm vì Lý Sư Sư thích sạch sẽ. Xong xuôi chuyện tắm rửa, ông mới được bước chân vào phòng của đệ nhất mỹ nhân. Theo sử sách ghi lại rằng Tống Huy Tông yêu Lý Sư Sư đến điên dại. Hằng ngày ông đều tìm cách ra ngoài để gặp tình nhân. Tuy vậy, việc hoàng đế đường đường chính chính xuất cung tìm đến kỹ nữ khiến nhiều quan lại không vừa mắt. Cực chẳng đã, hoàng đế này đã phải cho người đào một đường hầm cung điện đến tận phòng của Lý Sư Sư kỹ viện. Hằng ngày khi nào nhớ nhung người đẹp thì ông lại theo đường hầm và tìm đến. Tuy nhiên, đáp lại sự chân thành nồng thắm ấy là sự hững hờ của Lý Sư Sư. Dù được nhà vua âm thầm phong thành quý phi, nàng vẫn không chịu trở thành người của Tống Huy Tông. Ngoài việc sống như một kỹ nữ, Lý Sư Sư còn nổi tiếng với mối tình của nhà thơ Chu Ngạn Bằng và chàng lãng tử Yến Thanh ở trong Thủy Hử. Cùng lúc đó thì người nữ trên ở phương Bắc nổi dậy lập ra nhà Kim. Sau đó thì Kim đánh Tống, bắt cha con Tống Huy Tông. Ông sống lưu vong tại nước Kim trong 8 năm trước khi qua đời. Còn số phận của Lý Sư Sư vẫn cứ là bí ẩn. Và đó cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay với một chủ đề rất nhạy cảm.